Giáo hội nhìn nhận nhân đức anh hùng của ba nữ tu qua đời vì giúp các nạn nhân dịch Ebola. Ngày 18 tháng 3, Bộ Phong Thánh đã công bố sắc lệnh nhìn nhận nhân đức anh hùng của 7 linh mục và tu sĩ, trong đó có ba nữ tu người Ý đã qua đời vì nhiễm virus Ebola khi giúp đỡ cho những người bị nhiễm virus ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào năm 1995. Ba nữ tu Sơ Anenvira Ostoli, Sơ Vita Rosa Zosa và Sơ Daniel Angela Sotti thuộc dòng các nữ tu người nghèo Pasolo. Các sơ bị nhiễm virus Ebola và qua đời khi phục vụ những người nghèo. Ngày 20 tháng 2 vừa qua, Tòa Thánh cũng đã nhìn nhận các nhân đức anh hùng của ba nữ tu khác cùng dòng, cùng phục vụ tại bệnh viện ở giáo phận Kinwit và qua đời vào năm 1995. Sơ Anenvira ý thức được tình trạng trầm trọng của căn bệnh lây nhiễm, nhưng đã không ngần ngại vượt quãng đường 500 cây số để được gần người bệnh. Một vài ngày sau, sơ bắt đầu bị sốt và có các triệu chứng của căn bệnh. Sơ bị cách ly và cùng với sơ là hai nữ tu khác, những người cũng bị nhiễm bệnh. Sơ Anenvira cũng giống như những nữ tu đã qua đời trước đó, đã yêu cầu dự trữ huyết tương để truyền cho những trẻ em cần nó. Sau khi 6 nữ tu qua đời và do tình trạng dịch Ebola chưa được khống chế, các nữ tu dòng Pazolo ở Congo đã viết thư cho nữ tu tổng phụ trách ở Bergamo, miền Bắc Ý, nói rằng: "Chúng con hiểu sự lo lắng của mẹ, nhưng chúng con hoàn toàn ở trong tay Thiên Chúa, không thể rời đi. Thật là khó cho mẹ và cho chúng con chấp nhận rời bỏ các nữ tu. Những biến cố đau thương đã khiến chúng con choáng ngợp, nhưng cuộc sống của hội dòng vẫn phải tiếp tục." Được thành lập vào năm 1869 bởi linh mục người Ý, Chân Phước Luigi Maria Palazzolo, các nữ tu của người nghèo phục vụ người nghèo, trẻ mồ côi và người bệnh.